Việt Nam, Lào hơn 6 thập kỷ sát cánh dưới ngọn cờ xã hội chủ nghĩa. Xin chào các bạn khán giả, D2T rất vui khi được gặp lại các bạn. Như các bạn đã biết, trong quá khứ đã từng có gần 100 quốc gia tính cả các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ tự nhận và đi theo con đường xã hội chủ nghĩa. Thế nhưng cho đến ngày nay thì hầu hết các đảng cộng sản trong các quốc gia này đều không hoạt động và không được phép cầm quyền hay tham gia bất kỳ hoạt động tranh cử nào. Và đến hiện tại, chỉ còn 4 quốc gia là Trung Quốc, Việt Nam, Lào và Cuba là chính thức được công nhận là nhà nước xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản cầm quyền lãnh đạo. Không để các bạn phải chờ lâu nữa, trong video ngày hôm nay, hãy cùng D2T tìm hiểu về mối quan hệ giữa hai nước xã hội chủ nghĩa là Việt Nam và Lào để xem có gì mà lại khiến anh em bạn bè quốc tế ngưỡng mộ đến thế nhé. Việt Lào hai nước chúng ta tình sâu hơn nước Hồng Hà Cửu Long. Hai câu thơ mà Chủ tịch Hồ Chí Minh khi còn sống đã ca ngợi về tình anh em thân thiết gắn bó giữa Việt Nam và Lào. Không phải ngẫu nhiên khi mà quan hệ gắn kết anh em giữa hai dân tộc đã được hình thành và hun đúc trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Trước hết là phải kể đến từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, cách mạng hai nước Lào Việt đã chính thức liên kết lại với nhau dưới lá cờ của chủ nghĩa Mác Lênin. Đặc biệt, Việt Nam và Lào còn là hai quốc gia đã cùng nhau trải qua 45 năm đấu tranh với kẻ thù xâm lược từ năm 1930 tới năm 1975 và cùng nhau chịu nỗi đau hậu chiến. Dưới ngọn cờ xã hội chủ nghĩa, nhân dân hai nước đều có sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng, vì thế mà đã đấu tranh bền bỉ chống lại thực dân Pháp đô hộ và nhiều kẻ thù khác về sau. Chính vì thế mà bảo sao Việt Nam và Lào lại có nhiều nét tương đồng để nhìn vào nhau mà học hỏi đến như vậy. Cụ thể là bắt đầu những năm 1945, khi cách mạng tháng 8 diễn ra vô cùng ác liệt, nhân dân ta đã nổi dậy lật đổ ách thống trị của quân Việt Nhật Bản. Cùng với Việt Nam thì người anh em bạn Lào của các bộ tộc Luang Prabang, Viên Chăn, Champasak cũng đã nổi dậy ngọn cờ của mặt trận Lào Isara và anh dũng tuyên bố trở thành vương quốc độc lập và thống nhất. Tuy vậy sau đó, hai nước lại phải đối diện với một kẻ thù khác thâm độc và nhẫn tâm hơn, không ai khác chính là thực dân Pháp. Ngày 19 tháng 12 năm 1946, cuộc kháng chiến toàn quốc nổ ra tại Việt Nam thì nửa tháng sau, đầu năm 1947, chiến sự đã lan đến Lào. Ở cả hai nước, thực dân Pháp cho dựng nên những chính quyền tay sai nhằm chia rẽ cách mạng, khiến nhân dân hai nước Việt-Lào lại tiếp tục cầm súng để bảo vệ quê hương. Trải qua bao nhiêu khó khăn, mãi đến khi Hiệp định Geneva về Lào được ký kết vào năm 1962 thì mới mở ra một thời kỳ phát triển mới cho cách mạng hai nước Việt Nam và Lào. Và cũng kể từ đó, Việt Nam với anh bạn láng giềng Lào đã cùng nhau hợp tác phát triển trên tất cả các lĩnh vực từ kinh tế, chính trị, ngoại giao, văn hóa du lịch cho đến an ninh quốc phòng đều được đẩy mạnh, đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Đáng tự hào hơn nữa là cho đến hiện tại, Việt Nam đã có hơn 400 dự án FDI thu hút vốn đầu tư tại Lào và góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của nước bạn, đặc biệt là các dự án tại vùng sâu, vùng xa đã giúp cho đời sống nhân dân Lào từng bước cải thiện hơn. Cùng với đó, chính phủ Lào cũng đang tập trung triển khai kế hoạch phát triển các dự án hạ tầng giao thông, năng lượng để tăng cường hợp tác đầu tư kinh doanh giữa Lào và Việt Nam như dự án đường sắt Lào-Việt Nam, đường cao tốc Viên Chăn, Hà Nội. Tình bạn giữa người anh em phía Đông và người bằng hữu phía Tây có lẽ sẽ cần phải tiếp tục phát triển hơn nữa khi mà ngày nay bất ổn chính trị leo thang, xung đột bất ổn từ Đông sang Tây. Chính vì thế mà ổn định ngoại giao, hợp tác cùng phát triển là con đường duy nhất nhận được sự ủng hộ từ nhân dân các nước. Cuối cùng thì video đến đây là hết rồi. Cảm ơn bạn đã xem video. Nếu như có ý kiến hay góp ý gì thì đừng quên để lại comment phía dưới để D2T được biết nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!